Khi nhắc tới lá sung, chắc hẳn các cô bác anh chị sẽ nghĩ ngay tới các món ăn rất hấp dẫn như nem nắm, nem phùng. Vị chát đặc trưng của lá sung chính là hương vị mà mọi người sẽ khó quên khi nhắc tới loại lá này. Tuy nhiên, không hẳn ai cũng biết những công dụng tuyệt vời với sức khỏe mà lá sung mang lại. Hãy xem hết video này cùng Dược sĩ Ngọc để tìm hiểu những thông tin hữu ích này nhé! Đầu tiên, lá sung hỗ trợ tiêu hóa. Lá sung nó có chứa các enzyme giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giảm tình trạng đầy bụng và khó tiêu. Cô bác anh chị có thể nấu nước lá sung và uống trước bữa ăn hoặc là dùng lá sung tươi để làm các món ăn. Thứ hai đó là giảm viêm và đau. Lá sung nó có tác dụng chống viêm và giảm đau, thích hợp cho những người bị viêm khớp hoặc là đau nhức cơ bắp. Sử dụng lá sung tươi để nấu nước uống hoặc là đắp lên vùng bị đau nhức. Thứ ba đó là hỗ trợ điều trị tiểu đường. Các cái hợp chất trong lá sung có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, hỗ trợ điều trị tiểu đường. Pha trà lá sung và uống hàng ngày để giúp ổn định đường huyết. Thứ tư đó là cải thiện sức khỏe tim mạch. Lá sung chứa nhiều các cái chất chống oxy hóa và kali, giúp duy trì huyết áp ổn định và cải thiện sức khỏe tim mạch. Bổ sung lá sung vào chế độ ăn hàng ngày, có thể dùng lá sung để làm món ăn ăn kèm luôn. Cuối cùng đó là tăng cường hệ miễn dịch. Lá sung giàu vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật, và uống nước lá sung hoặc là ăn lá sung tươi để cung cấp dưỡng chất cho cơ thể của cô bác anh chị. Để tận dụng tối đa các tác dụng của lá sung, hãy bắt đầu bổ sung lá sung vào chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Đừng quên chia sẻ cách mà cô bác anh chị đang sử dụng lá sung với Dược sĩ Ngọc ở phần bình luận nhé. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Dược sĩ Ngọc. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.